Vừa qua, triển lãm tự động hóa công nghiệp và nhà máy thông minh Việt Nam 2024 đã khai mạc tại Bình Dương, quy tụ hơn 300 đơn vị và 1.000 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản và Việt Nam. Điểm nhấn tại triển lãm chính là công nghệ khớp nối trục truyền động của công ty Đại Hồng Phát với khả năng truyền tải công suất và mô men xoắn hiệu quả. Khớp nối trục không chỉ giúp ngăn ngừa quá tải, giảm thiểu rung lắc mà còn giúp kéo dài tuổi thọ cho các hệ thống máy móc. Là đại diện ủy quyền của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Ringfeder, KTR và Westcar, Đại Hồng Phát còn mang đến những giải pháp tối ưu góp phần vào sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. KTR là nhà sản xuất các sản phẩm truyền động cơ khí, giúp khách hàng tăng cường sản xuất và giảm chi phí bảo trì. Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 60 năm. Tại Việt Nam, đại diện ủy quyền của chúng tôi là Đại Hồng Phát, là nhà cung cấp các sản phẩm truyền động cơ khí chất lượng cao, bao gồm khớp nối và phanh. Văn phòng chính của họ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh và một văn phòng chi nhánh ở Hà Nội. Please visit us at this exhibition and we look forward to meeting you. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là dịp để các chuyên gia và doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Sự kiện này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tự động hóa tại Việt Nam.